Rồi, ok, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Dena Gaming. Và như tiêu đề thì hôm nay mình sẽ quẩy cùng Nakroth nha các bạn. Rồi, mình sẽ chơi Nakroth đi đấu hạng. Rồi, Nakroth là một vị tướng sát thủ. Nhưng hiện tại thì Nakroth đang bị lép. Tại vì mấy cái con như, ví dụ như Zuka hay là Murad. Nhưng không sao, Nakroth nhờ cái độ cơ động cao của mình thì vẫn sẽ giữ được cái vị trí ngôi thứ 2 hoặc thứ 3 thôi. Nhưng mà mình rất là đáng tiếc, mình là một fan của Nakroth. Mình không hiểu sao mà mấy vị tướng như là Butterfly cũng cùng đời với Nakroth hay là Kricknack nữa. Nhưng tại sao mấy vị tướng nó được tăng sức mạnh mà trong khi Nakroth lại không được. Mình cũng không hiểu nữa. Rồi mình rất là buồn luôn, mình là một fan Nakroth nha. Mình bắt đầu chơi Nakroth từ mùa 2. Ôi vãi, con bồ xanh mình đánh nãy giờ nó lại quay về kìa. Trời ơi. Ờ, trận này mình tìm bạn là có Violet đi rừng đấy. Violet đi rừng thì giai đoạn đầu thì hơi yếu, nhưng mà về late game bạn ấy bắn rất là đau. Violet late game bắn rất là thốn luôn. Rồi mình đã lên được cấp 4 là xong rồi, bây giờ mình sẽ đi nhanh thôi. Đây, thành kiểu gặp thanh niên Zeal rồi. Giết luôn nào. Zeal ơi là Zeal, chết rồi. Violet này. Hay quá. Giết được Violet rồi. Ôi nhưng mà mình vẫn bị mất bùa đỏ các bạn ạ. Ăn rồng luôn đi nào. Thôi hết máu rồi. Thôi không ăn đâu, không ăn đâu. Thôi về. Đừng. Tìm vẫn ăn kìa. Thôi. Vai vẫn hổ báo mà ăn kìa. Mất rồng mình không chịu đâu, khổ lắm. Phái trưởng thật tim ương thế. Thôi kệ đi. Nhưng mà nếu mà đã liều thì mình lên luôn. Nào. Đi chung nào. Ôi vãi, mình bảo rồi, mất rồng rồi, vãi cả trưởng không. Đang dẫn trước hay như thế, vãi, Violet nó cấp 5 luôn. Cái tìm quỷ. Vãi, nó bảo thủ rồi, vẫn còn cố tình mà ăn rồi, chết luôn, vãi. Lúc đầu là đang là 3-0, bây giờ là thả 3-4 rồi. Rồi, về ra đứng im luôn, cạn lời. Tìm rất là nhảm luôn. Đấy, một tốt này, một tốt với mình, bảo kêu bỏ rồi, vẫn ăn. Rất là nhây luôn. Tìm chơi thế thì một trận này nó phải gánh tạ rồi các bạn ạ. Tìm quá tạ luôn. Rồi, mình rất là ghét cái kiểu thể loại nhá. Rồi Vera, chấm hỏi Vera luôn. Trận này cho dù có thua thì mình vẫn đăng nhá các bạn. Vãi cả trưởng. Xong Vera rồi trận. Cái tìm công nhận luôn, nản rồi ấy. Ôi, vẫn cố gắng chơi vậy. Đấu hạng mà các bạn ơi, không có đùa đâu. Đấu hạng đấy không phải đấu thường đâu. Đấu thường thì còn không có gì. Mà mình vẫn tố cáo Vera. Ghét thật chứ này. Rất là ghét cái kiểu thể loại phá trận đây. Triệu Vân trong này. Mình không biết làm gì đây. Thôi để trụ đi. Một vãi mít kìa. Thế chưa về ra bỏ cái là mất mít rồi. Ui. Một vãi dừng nó cấp 7. Ok. Cấp 7 mà vẫn hơn mình. Thôi đi nào. Toàn bộ tấn công bên giữa nào. Rồi chắc chắn sẽ giết được rồi. Không biết có giết được nổi Violet không. Hay quá, giật chí mạng. Giết được luôn Violet các bạn ạ, 4 mạng. Trời ơi, Vera vào đi làm ơn đấu hạng mà đừng có rời trận nữa. Mà mạng ông mạng thấy hơi lát. Bảo vệ trụ đi. Mình sẽ ra mình check con rồng cơ. Rồi vẫn chưa ăn. Mình tĩnh thôi, mình pha nốt cái con quá này, mình sẽ lên mình ganh.
Rồi đấy, Triệu Vân cho Vera đi cùng rồi. Đi theo tôi đúng không? Chọn đi theo tôi mà. Ái xịt. Cấu được chương 1 rồi. Có vai mất trụ rồi. Ồ, bây giờ lên phút 5 hay quá, Vera cứ nối lại rồi. Dừng nó kìa, bắt AD nó đấy. Chỉ còn bộ xanh đâu mà ăn nữa. Ủa, nó ăn rồng đấy các bạn ạ. Rồi. Thôi mình sẽ chạy pha này đi. Hết máu rồi. Rở lại cũng chết thôi. Đi về. Vãi, nó ăn rồng. Thôi mất rồng rồi các bạn ạ, chắc chắn mất luôn rồi. Kiểu này mình ra cũng không kịp nữa đâu. Vãi, thọt quá. Buồn ghê. Mà không sao, mình vẫn vàng, mình vẫn ok, vẫn ổn. Mà mình vẫn vàng của mình vẫn ngon thôi. Nãy giờ mình farm rồi, cũng được 4 mạng rồi. Ôi mà mất trụ kìa. Team mình vẫn chưa đẩy được trụ nào, nó đẩy được một cái rồi. Nào. Giết luôn đi. Thôi. Hay quá. Rồi mình sẽ chạy về. À thôi, ở lại đi. Ở lại. À, Triệu Vân. Đợi. Tập hợp xem nào. Thôi, vẫn giết được. Rồi, có cái trụ kia chưa đẩy được. Ôi vãi, Violet nó có 11 rồi. Mất hai con rồng tai hại không chứ kiểu. Ức chế vãi. Mất rồng. Ôi giời ơi, mất. Đẩy cái trụ đi. Ôi thôi, đẩy được rồi, hay quá nhỉ. Cuộc đẩy được một cái trụ, gỡ lại được một ít rồi. Cố gắng nào, cố gắng nào. Chơi rừng thì phải có cái trách nhiệm gánh team. Thì úi xịt. Thật là bùn xịt không. Ủa vãi. Ủa thật. Thật luôn. Đùa nhau chứ. Thôi Triệu Vân kìa. Mà quá mình chạy luôn về nhà đi. Trời ơi, 11-10 mà vẫn hơn nó được một mạng. Cái trụ mít kìa. Con Vega đánh chán chán à. Cái trận này mất rồng. Một Vega, à, Tara chạy đi là vừa này. Bring gì? Rồng nào. Có ai giúp mình không mà rồng. Khổ quá cơ, mình đã thọt rồi. Thôi cứ liều mạng luôn các bạn ạ. Ôi vai, đúng lúc liều mạng thì tặng thẳng ta ra. Mà có ai giúp không? Ôi thôi, đứng mạng nó khổ lắm cơ. Rồi vẫn ăn được rồng các bạn ạ. Rồi hay quá, giết được rồi. Ăn combo đỏ này xong mình đảo sang cái combo xong. Ôi hay quá, chấm dứt được rừng nó rồi. Bây giờ mình sẽ ra mình bắt cái con này thôi. Vãi, nó cơ động quá. Ôi vãi, mô tốt. À không, hình như thôi biến về đi. Ôi thôi. Chấm hỏi luôn, cái combo xanh của mình đâu nhỉ? Hình như bị cướp rồi, thôi. Thôi, đi về đi. Thôi. Đừng. Ngây nhộ. Mày này, thôi, lên luôn. Úi xời ơi. Kinh không. Bạn thấy pha của mình đẹp không? Double tap luôn. Thế thật. Rồi mình sẽ ăn combo xanh nào.
Rồi hay quá, đập trụ rồi. Hay quá nhờ. Rồi sẽ đẩy đường thôi. Ừ. Ta ra. Ôi hay quá, tao đã ăn được bùa rồi, chạy đi. Chạy đi. Đừng hổ báo mà thôi kệ. Hay quá, giết được rừng nó luôn. Không còn gì, bây giờ mình chả còn gì miêu tả nữa rồi. Hay quá tìm ơi, yêu tìm quá cơ. À đây, lau gieo. Ai gì, lắc quá. Lắc luôn, lắc. Úi xồi, lắc chơi vui, úi xồi ôi. Triệu Vân chạy đi đâu, hở. Thằng Triệu Vân vừa đấy, thằng nào giết tao hả? Thằng nào giết bạn tao, thằng nào giết bạn tao. Chết chưa, úi giời ơi, quét sạch. Các bạn thấy chưa, đừng lên nản lòng nhá. Chơi rừng phải cánh tin. Bạn thấy chưa, một phát là quét sạch bốn đứa rồi. Bây giờ mình đẩy thẳng thôi. Nào lính chạy ông già đấy kia, nhanh lên nào. Trời ơi, nó hồi sinh ra. Rồi à, lính vào đi nào. Đây rồi, lính vào rồi. Mình sẽ đập trụ thôi. Ồ, đau quá. Vào đây. Úi xời ơi. Chết này, thanh niên Violet. À, con niên Violet. À, các bạn thấy chưa, các bạn thấy sức mạnh của Nakaroth chưa? Các bạn thấy vị tướng nào mà team một thằng AK ngay từ lúc đầu mà nó có thể gánh lại được như thế này không? Trời quá hay, bây giờ mình sẽ đẩy trụ tiếp. Rồi, chắc chắn cái trụ này mất rồi, không về thủ đường mất. Triệu Vân đang lên, mình biết chắc 100%, biết ngay mà. Chắc chắn mình phải đập được Triệu Vân ngáo kìa. Triệu Vân, rồi Triệu Vân mất công ty. Úi giời ơi. Nào thằng nào lên giết tao cơ. Thằng nào định giết tao. Thằng nào định giết tôi. À dìu ra, cần luôn này. Chú có biết Nakaroth là ai không? Hả? À Violet này. Đứng trong chỗ này ai chơi, ra ngoài đây thôi này. Ra đây. Chú có giỏi chú ra đây, chú xô thẳng mặt với anh này. Thôi không ra thì thôi. Mình sẽ lại về mình. Phan tiếp 11-0. Quá xanh. Cô ăn rồng thôi. Trời ơi. Không được nản. Trận này lại cố lên nào. Ơi, mất bùa xanh rồi. Vãi thanh niên Triệu Vân. Ở đâu thanh niên vãi về ra ăn của mình rồi. Ơi, xong mình phun đồ các bạn thấy chưa. Phút 12 phun đồ các bạn thấy xanh không. Bây giờ ăn kinh công luôn rồi. Ăn kinh công luôn còn gì nữa. Ở thôi, đang combat trên này. A à, hi hi. A à, đừng. À lau đeo, lau gì đeo chết cái chắc, mình thề. Không chết mình làm đó. Úi trời ơi, tưởng thế nào cơ. Không có bùa xanh các bạn ạ, thôi mình đi về vậy. Triệu Vân với Vera mỗi thằng một cái, không nhường cho mình luôn. Mình không có bùa xanh thôi, không đi về đâu. Biến về gần hết ở lại nghỉ. Thôi từ từ nào, mình bây giờ sẽ ăn con rơi này, sau đó solo kinh công thôi. Rồi. Đã có bùa xanh rồi. Ê, ăn kinh công rồi. Rồi mình sẽ ping là để mình ăn con bùa này nha. Rồi, ăn được rồi. Triệu Vân đây. Rồi mình bây giờ làm gì đây? Quật cho nó một phát này. Ô đẩy trụ luôn, còn gì ngon thật. Úi giời ơi, đẩy trụ thôi. Mày lau riêu, mình bắt AB trước. Úi giời ơi. Úi vãi. Úi tuyệt vời. Trận này mình MVP 100%, mình không MVP mình là đó. Ok. Thôi thì bạn nào thấy clip của mình hay thì nhớ để lại cho mình một like, share, một comment và một subscribe nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hey, chào tạm biệt các bạn nhé. Rồi, để mình xem nào, ra ngoài này xem nào. Rồi, Nakaroth cánh tim quá dễ luôn, đấu hạn, trận này quá hay. Rồi, lên Bạch Kim 2, 4 sao. Rồi. Nó tuyệt vời. Rồi, giết 11, chết 0, hỗ trợ 10. Quá xanh luôn, mình rất xanh luôn cái trận này. Thôi, tạm biệt các bạn nhé. Bye.